cho dù ít đó có là ai đi chăng nữa, thì hắn sẽ sớm bị bại lộ thôi. Và sự thật gì hắn cũng sẽ bị lộ trước mặt của mọi người. Rất nhiều bí mật, câu hỏi của tôi và câu đố của chúng ta, tất cả đều nằm trong nhân vật ít này. Và Ahimanil, mọi nghi ngờ của chúng ta về Deep cũng sẽ được tiết lộ thôi. Ahimanil, bà Guru, Ahimanil, bà Guru, có chuyện gì xảy ra? Aruhi, tôi phải đi lấy thuốc cho bà ấy. Anh không được rời khỏi đây. Cả hai người đã trốn thoát khỏi nhà tù. Virat và cả Ubasana đang truy tìm cả hai người đó. Sẽ rất nguy hiểm nếu như anh rời khỏi đây. Hãy lấy chìa khóa và đến chỗ của tôi đã nói. Tôi sẽ mang thuốc và thức ăn đến cho hai người. Ở đó hai người sẽ được an toàn hơn. Không Aruhi, tôi sẽ không để cô một mình đâu. Cô đã nhận quá nhiều rắc rối vì chúng tôi rồi. Ahimanil, làm ơn đi. Đây không phải là lúc đang tranh cãi đâu. Tính mạng của bà Guru đang gặp nguy hiểm vì sức khỏe của bà ấy không được tốt. Cả hai người đều phải đến một nơi an toàn. Bà Guru, đừng lo lắng. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với bà đâu. Tôi sẽ đi và gặp hai người sau. Cô nghĩ tôi là một kẻ ngốc hay sao? Cô đã nghe theo lệnh của Deep để giải thoát cho Ahimanil và mẹ của hắn ta ra khỏi tù sao? Và cô nghĩ rằng tôi sẽ tin vào câu chuyện giả dối đó của cô hay sao? Cô sẽ nói sự thật. Hay tôi nên nói chuyện với cô như một cảnh sát đi. Cô đang đe dọa tôi sao, Ubasana? Cô biết tôi là ai mà phải không? Tarajan. Nếu cô biết tôi, thì cô không nên chỉ súng vào đầu tôi. Nếu không cô phải trả giá đó. Nhưng Tarajan, hãy nhớ lấy một điều. Trang viên đạn của cảnh sát sẽ không bao giờ ngừng ngày ghim thẳng vào đầu của tội phạm. Và tôi cũng biết rõ cách để khai thác sự thật từ những loại người như cô đó, cô biết chứ? Chúng tôi sẽ có cách để lấy được sự thật. Cô điên rồi sao? Cô đang làm gì vậy? Cô dám bán ta ra sao? Nó là em gái của tôi đó. Em gái của anh đã phát điên rồi. Cô ta đã giải thoát cho Ahimanil và mẹ của hắn ta thoát khỏi tù. Hãy hỏi cô ta tại sao cô ta phải làm vậy đi. Ta ra, cô ấy đã nói sự thật phải không? Ta ra, em mất trí rồi sao? Một lần nữa em lại chống đối là anh chỉ vì tâm bị bầm đó. Anh từ bóng ma về tình yêu của điên đã rời khỏi tâm trí của em từ lâu rồi chứ. Vì ra đủ rồi đó. Anh đang tin vào ai chứ? Anh đang nghi ngờ chính em gái của mình sao? Đúng, đúng là em đã giải thoát cho Ahimanil và mẹ của hắn ta thoát khỏi tù. Nhưng em đã làm tất cả những chuyện này là vì Deep đã đe dọa em. Hắn ta dọa sẽ giết chết em. Tất cả chỉ có vậy thôi. Deep, em đang nghẹt thở. Làm ơn, hãy thả em ra đi. Nếu muốn sống thì cô phải làm cho tôi một gì. Nói cho em biết công việc gì. Em sẵn sàng làm mọi thứ gì anh. Hôm nay Ahimanil và bà Guru sẽ được thoát ra khỏi tù. Nhưng anh không hiểu tại sao hắn ta làm điều đó với em. Hắn muốn giở trò gì đây? Cho dù hắn có giải thoát họ, anh cũng sẽ có thể bắt lại họ. Đi thôi. Mình không thể nói sự thật với Virat trước mặt của Ubasana. Deep không hề đe dọa mình, mà chỉ nhờ và để đưa hai người họ ra khỏi tù thôi. Em có thể biết tại sao anh lại quan tâm đến hai con người đó chứ? Hay là anh đang quan tâm đến Aruhi? Đừng hỏi quá nhiều ta ra. Tôi đang bị đau họng, vì vậy tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô đâu. Cô chỉ cần nhớ rằng tôi có mọi bằng chứng về tội ác của cô. Và cảnh sát có thể bắt cô bất cứ lúc nào. Vậy nên hãy lặng lẽ làm bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu. Đi.
Bà Guru, chờ một chút nữa thôi, Aruhi chắc chắn sẽ mang thuốc đến. Ahimadiu, tôi đang cảm thấy rất sợ hãi. Tôi có một cảm giác như chúng ta sẽ thất bại khi chúng ta đến gần mục đích hơn. Ahimadiu hứa với tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cậu vẫn sẽ phải tìm cách trả thù cho cái chết của ba mình. Cậu không được quên mối thù này. Vì công lý, cậu sẽ không được phân tâm khỏi mục tiêu của mình. Hãy hứa với tôi, bà đang nói gì vậy chứ? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với bà. Tôi đã mất cha tôi một lần rồi, và bây giờ tôi không thể mất mẹ. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến gì sẽ sống mà không có bà. Anh trai, xin hãy nhanh lên một chút, tôi đang bận. Alo, Aruhi, tình trạng của bà Guru đang trở nên tồi tệ, làm ơn hãy mang thuốc đến đi. Ahimadiu, vị trái đang truy tìm chúng ta khắp mọi nơi. Tôi phải đất chiếc giả mới có thể thoát được họ. Tôi đã mua đồ ăn và sẽ đến đó ngay. Được rồi, của cô đi thưa cô. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Này, cậu có thấy cô gái này ở xung quanh đây không? Có ai đó nhìn thấy cô gái này không? Ôi chú ơi, hai người đó đang ở đây. Nghe đây, phong tỏa khắp mọi nơi. Tôi muốn bắt họ bằng bất cứ giá nào. Có ai đó đã thấy cô gái này không? Không thưa bà, tôi không thấy. Nhìn kỹ lại xem. Thưa bà, tôi không thấy. Thưa cô, tiền thừa cố qua đây. Sếp, ở đây, cô ta đây này, cô ta ở đây. Aruhi, đứng lại. Aruhi, mở cửa ra. Nếu không tôi sẽ phá cửa đó, vậy cô sẽ phải hối hận về điều đó. Mở ra. Phải làm gì đây? Làm sao mình mới có thể thoát được đây? Liệu bà Guru có xảy ra chuyện gì trước khi mình đến không? Không, mình không thể để chuyện gì xảy ra với bà ấy. Dù thế nào đi nữa mình cũng phải rời khỏi đây và đến chỗ bà ấy. Aruhi, dừng lại đi. Đủ rồi. Ngoan ngoãn hay chịu trói. Giờ đưa chúng tôi đến chỗ của bà Guru và Ahimadiu. Cô hãy ngoan ngoãn đi, nếu không chúng tôi sẽ bắn đó. Virat, được bước tới đây. Đứng yên đó. Anh dám bắn tôi không? Anh dám nổ súng ở đây không? Nhìn xuống chân anh đi. Đó không phải là nước đâu. Hai người đừng manh động. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết chung. Cô đừng manh động. Nếu thứ này rơi xuống thì cả hai người cũng không thể thoát khỏi đây. Hai người hãy tự quyết định đi. Lùi lại và tránh đường cho tôi đi. Tốt nhất là hãy để tôi rời khỏi đi. Lùi lại đi. Cô đang thách thức chúng tôi sao? Tránh ra. Ubasana, đừng bắn. Phải bắt sống cô ta. Tôi đang cảnh báo cô đó. Dừng lại đi Aruhi. Anh ở yên đó. Aruhi, cô ta lại thoát. Bây giờ chúng ta cần phải phá cửa và ra khỏi đi. Bà Guru, Ahimadiu, bà Guru đây. Đợi một chút. Ngồi dậy đi. Hãy dùng nó. Dùng nó đi. Chẳng phải tôi đã nói với bà rằng tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với bà. Aruhi, cô sẽ làm gì đây? Con trai của tôi muốn giết chết chồng của cô, còn cô lại muốn bảo vệ chồng của mình, lại vừa muốn bảo vệ chúng tôi. Không thể hiểu được cô là một người như thế nào. Là hình ảnh của một vị thần nào đó để đòi lại công lý cho chúng tôi.
hay là một vị thần nào đó. Bảo vệ cho chồng của mình đi. Cô đã phải đứng giữa chúng tôi. Cô sẽ phải làm gì đây Arui? Cô không thể giúp chúng tôi mãi như vậy được. Bà Guru, bà cũng rất vĩ đại để hoàn thành sứ mệnh của mình. Một sứ mệnh cao cả. Cuộc đời này đã lấy đi mọi thứ của bà, và bà vẫn tiếp tục đứng vững. Một mình bà đã nuôi nấng Ahimanyu, và bà đã chiến đấu mỗi ngày với cả thế giới này. Đó không phải là một sứ mệnh cao cả sao? Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ lấy lại được công lý cho bà. Nhưng Arui, tại sao cô phải chịu rắc rối vì chúng tôi? Cô đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi rồi. Hãy nghe tôi, rời khỏi đây đi. Bởi vì tôi không muốn cô gặp bất kỳ rắc rối nào. Bởi vì chúng tôi, Ahimanyu không thể tin được anh đang nói những điều này. Anh có nhớ khi anh tìm thấy tôi trong rừng, tôi đã là một người chết không? Nếu lúc đó anh nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi trong tình trạng đó, thì tôi đã không ngồi đây trước mặt của anh rồi. Mọi mối quan hệ trong cuộc sống này đều có tầm quan trọng riêng của nó. Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, tất cả. Nhưng vẫn có một mối quan hệ khác giữa con người với con người. Đó chính là tình bạn. Ahimanyu, tình bạn của chúng ta đã bắt đầu từ ngày mà anh đã cứu tôi. Anh đã giúp đỡ cho tôi kể từ đó đến bây giờ, giống như một người hướng dẫn tôi, một người thầy và một người bạn. Anh có mối thù với Điếp. Anh đã cố gắng giết chết anh đấy bằng mọi cách. Nhưng lần nào tôi cũng chen giữa hai người như một tấm khiên để bảo vệ cho Điếp. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Anh chưa bao giờ phá vỡ thứ tình bạn đó của chúng ta. Thực ra anh rất quan trọng đối với tôi. Nếu tôi có thể mù quáng tin tưởng vào ai đó ngoại trừ Điếp, thì người đó chính là anh. Đây là ý nghĩa của tình bạn của chúng ta. Arohi, cô đã nói một điều rất lớn lao. Nếu cô có thể làm được những điều như vậy cho tình bạn của chúng ta, thì tôi cũng hứa với cô một điều rằng tôi sẽ không làm gì Điếp cho đến khi sự thật được phơi bày. Tôi sẽ đưa bộ mặt thật của Điếp ra trước mặt của cô. Đến lúc đó tôi sẽ trả thù Điếp trước mặt của cô. Ít nhất thế giới này còn có một người để tôi có thể tin tưởng, thì người đó chính là anh đó, Ahimanyu. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Ahimanyu, đợi đã. Đây, vết máu này. Ahimanyu, sao anh lại bị thương ở đây? Arohi, tôi không biết. Tôi không để ý. Sao anh lại không biết máu đang chảy ra từ đầu của anh đó? Anh thậm chí còn không biết mình bị thương như thế nào sao? Anh luôn nói với tôi rằng phải chăm sóc vết thương của mình dù nó là nhỏ nhất. Vậy mà xem bản thân của anh đã làm gì? Sao mày dám làm điều kinh tởm này với vợ của tao như vậy hả? Hôm nay tao sẽ không tha mạng cho mày đâu. Điếp, anh đã làm gì vậy? Anh mất trí rồi sao? Cô đang rất lo lắng cho hắn phải không? Lo lắng cho kẻ muốn giết chết tôi. Tôi sẽ không tha mạng cho hắn đâu. Đáng lẽ hôm đó tao đã giết chết mày rồi, nếu như không có Haruhi ngăn cản. Dừng lại đi. Điếp, dừng lại, nếu không tôi sẽ tự bắn mình. Bí mật của X không được tiết lộ bằng bất cứ giá nào. Nếu không thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà tôi phải đánh giá cao về thủ thuật bà đã chơi. Phải nói là bà đã chơi một trò rất hay. Không ai có thể ngờ rằng cuộc đời của bà lại gắn liền với X.
ba đã chơi một trò chơi hoàn hảo. Ta ra không có ở trong phòng, không biết nó sẽ còn nghe theo lời của Deep đến bao giờ nữa đây. Nó đã giải thoát cho Ahimadir và bà già đó ra khỏi tù rồi. Nó đã phá hỏng mọi kế hoạch của mình. Ai mà biết được nó sẽ làm gì tiếp theo đây. Phải công nhận rằng bà là một người rất mưu mô. Bà lặng lẽ để mắt đến con mồi của mình, và thậm chí không ai biết được đó là bà đã ra tay. Không ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ như bà lại có thể làm chuyện này. Đúng không mẹ chồng? Không những bà, mà con trai của bà cũng rất thông minh đó. Thôi nào, ít ra thì cô cũng đã rất thông minh khi về đội của chúng tôi. Và nếu cô tiếp tục giúp đỡ chúng tôi theo cách này và làm theo bất cứ điều gì mà chúng tôi đã nói với cô, thì cô sẽ sớm chiến thắng và giết được kẻ thù của cô. Tất cả chúng ta đều sẽ chiến thắng. Tara, em đang làm gì ở đây? Tôi sẽ đi lấy thuốc. Vì ra sức khỏe của mẹ không được tốt, cho nên em đến để đưa thuốc cho mẹ thôi. Tara, em đi với anh một chút. Tara, tất cả những chuyện này là sao đây? Anh không hiểu em đang nghĩ gì. Anh không thể đoán được những gì em đang làm. Đầu tiên, em đã đưa Ahimanyu và mẹ của hắn ta ra khỏi tù. Và bây giờ, em lại đang phục vụ mẹ của Deep sao? Em đang làm gì vậy chứ? Anh Vira, anh hãy bình tĩnh đi. Em đã kể cho anh nghe mọi chuyện rồi mà. Deep đã đe dọa em, và đó là lý do tại sao em phải làm theo tất cả những lời anh ấy nói. Deep không đe dọa anh nên anh rất thoải mái phải không? Đương nhiên rồi. Và em biết rất rõ rằng anh sẽ giúp bản thân mình và Ubasana thoát khỏi tình huống này. Còn em thì không. Deep, anh đã làm gì vậy? Tại sao anh lại tức giận với Ahimanyu? Gia đình của anh đã làm tổn thương gia đình của anh ấy quá nhiều rồi. Anh còn muốn gì nữa đây? Đừng quên rằng Ahimanyu muốn giết chết anh. Nhưng anh ấy đã không thể ra tay là vì tôi. Vậy bây giờ anh muốn ra tay với anh ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Anh muốn làm gì đây? Tôi muốn giết chết hắn. Hắn không thể nào sống sót. Sau khi tôi đã nhìn thấy hai người cùng nhau, thật may mắn là hắn đã được cứu một lần nữa. Đi, anh đã muốn nói gì? Anh nhìn thấy gì? Không cần phải tỏ ra vô tội về đâu Aruhi. Không phải hai người đã âu yếm với nhau hay sao? Đừng nói là tôi đã nhìn lầm. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người. Deep, anh đang nói gì vậy chứ? Hãy luôn nhớ một điều rằng cô chỉ là của Deep Rising. Và nếu có ai đó cố gắng đến gần cô, thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Deep, anh đi rồi hay sao? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tại sao anh có thể vu khống tôi như vậy chứ? Ahimanyu là bạn của tôi, và chỉ có như vậy thôi. Vậy thì hãy làm cho người bạn của cô hiểu rằng tránh xa vợ của người khác ra. Tôi không quan tâm đến tình bạn hay bất cứ thứ gì giữa hai người. Hắn muốn sống thì phải tránh xa cô ra. Deep đang nói gì vậy? Chẳng lẽ anh ấy không thể tin tưởng mình một chút nào sao? Thiết bị mình đã để trong túi áo của X đã được kích hoạt rồi. Mình phải theo dõi hắn. Mình phải biết chính xác vị trí của X. Cái bẫy đã được giăng ra, và bây giờ Ahimanyu sẽ sập bẫy. Mình đã biết vị trí của hắn. Aruhi, cô vẫn ổn chứ? Tôi hoàn toàn ổn. Tôi gọi đến để báo cho anh biết rằng thiết bị theo dõi mà tôi đã để vào túi áo của X đã được kích hoạt rồi. Giờ đó tôi có thể biết được vị trí của hắn. Lần này chúng ta có thể lên kế hoạch hợp lý trước khi bắt được hắn. Giờ không được để hắn ta thoát khỏi bằng bất cứ giá nào. Được rồi.